đứa nào nói tục là bị ăn đòn nhá, bị ăn đánh nhá. Cho bố mẹ cho ăn hay cho học mà láo tết à? Em chấp chị mi dép luôn nhá, em chấp chị mi dép luôn nhá. Tốt nhất là mày đi nửa cái dép đấy thôi, mày đừng đi một cái dép. Em chân đốt đi một chuyện nghe chị nhá. Thôi tóm lại bây giờ chị dỗi rồi, tao không chơi chúng mày nữa. Em chờ chị xanh cấp đỏ. Ok. Mãi tao chơi với người khác. Tao rồi. Trời ơi, nó chấm nó hết cả muối của tôi. Đem lên chặt xuống đi, sẽ có một con quỷ không đổ gì đâu. Không quên đầu với sao ấy. Không quên. Chị chưa quên đầu. Chị ở bẩn này chị giữ cái tóc màu cho em hả? Ai? Chúng ta đem đổ sạch thì làm gì? Chị mang xoài về nhá. Ê, cho chị. Eo, ê, bỏ xuống sổ rồi. Về, chị ơi bảo về ngâm cái này với nước đá rồi ăn. Được. Không, tao có được biết. Tao sẽ nghe lời chúng mày. Ngâm nước đá ăn nhá. Không, chị nếu như chị muốn đi, nếu như chị muốn đi vào nhà vệ sinh một tuần đi cứ ngâm nước đá. Chị có nước lại nước mày đưa cái gì chị? Nước lọc đó. Mày hãy chào chị đi, mai tao thôi, tao chơi đội khác, không chơi bảy nữa. Đây là một tóc của chị à? Ok ok. Đi về nhà nấu cơm cho bố mẹ ăn đi, những cái đứa có mất hiếu. Mất hiếu càng tốt. Về chiếc chị YouTuber Lít của Công Cường. Mày nhớ follow kênh của chị nha. Ok chị. Công view và chia sẻ nhá. Công view à, công view trắng trợn này. Ok ok ok. Có thể nói là tôi đang công view. À, thế nhưng mà mày follow chị để bị ăn đấm à? Mày cứ bảo mày chửi chị tầm tệ vào cũng được. Không, rất là không, vui. Không nghĩ là mày em cứ dám lên chửi mày chửi chị. Em về follow chị được nhưng mà em về follow chị để bị block Facebook à? Không dám, không dám, không dám. Không dám. Hay ta thiệt. Không được dùng ký hiệu đấy.